Rồi bây giờ các bạn tập trung, thật là tập trung nhá. Phần nói thì không có gì khó đâu. Câu từ vựng đầu tiên đó là từ phòng. Phòng là gì đây? Phòng. Phòng. Phòng đúng rồi. Phòng. Nhà, trong nhà này. Phòng. Trong nhà này có hai phòng, chúng ta nói như thế nào? Hai phòng đi. Ichi bèn은 ở trong phòng mà. Ichi bèn은 ichi bèn은 có hai phòng. Phòng이 phòng이 hai là gì? 두 개 두 개 있어요. 이 집에는 방이 두 개 있어요. Đọc lại. 시작. 방이 두 개 chứ phải hai tủ bằng nha. 방이 phòng có hai phòng. 두 개. Rồi lại. Trong nhà này có năm phòng. Nói thế nào? 집 이 trong nhà này. 이 집에는 방이 5개 있어요. OK. 이 집에는 방이 다섯 개 있어요. Các bạn thấy nó đọc theo điệu như vậy nha. Trong nhà à, nhà này không có phòng, nói thế nào? 방이 없어요. Đúng rồi. 이 집에는 방이 없어요. OK. Rồi bây giờ mình qua lại nha. Bây giờ mình sẽ nói tiếng Hàn và các bạn dịch tiếng Việt nha. 이 집에 이 집에는 방이 네 개 있어요. 이 집에는 방이 다섯 개 있어요. 이 집에는 방이 없어요. 어, 이 사람은 다 thuộc chữ bằng rồi nha. Bây giờ mình qua chữ khác. Phòng trong. Phòng trong là cái gì đây? Bạn nào biết? Ăn băng. Ăn băng là phòng trong. Ăn băng trong phòng đó. Phòng trong. Ăn băng là cái phòng trong giống như cái bồn vậy đó. Ăn băng như là phòng khách, phòng nhà bếp, nhà vệ sinh. Nhà cái này là phòng trong, như cái phòng riêng của mình đó. Ăn băng phòng trong của mình ha. Cái nhà đó là gì đây? Cửa chia bề này đi ha. Cửa chia bề này có cái phòng rộng, cái phòng trong rộng. Lớn là khư tà, rộng là gì đây? Nội tà. Vậy thì phòng trong rộng thì chúng ta nói gì đây? Nội bướng ăn bằng. À, có cái phòng trong rộng chúng ta nói là ý ý sợ. Đúng rồi. Cứ chết ấy nên nội bướng ăn bằng ý ý sợ. Nhớ nha. Đọc lại. Cứ chết ấy nên nội bướng ăn bằng ý ý sợ. Đọc lại. Xin chắc. 넓은 cái phòng rộng mà. 넓은 안방이 있어요. À, bởi vậy các bạn sẽ thêm cho mình cái định ngữ đóng vai trò là tính từ để bổ nghĩa cho danh từ 안방. Cái phòng trong là 안방 rồi, phòng trong rộng là 넓은 안방. Rồi, nhà đó có cái phòng trong nhỏ. Nhỏ là gì đây? Đúng rồi. Cứ chỉ về nên, cứ chỉ về nên. Chả gương anh bà nghĩ ít sai. Cái nhà đó không có phòng trong. Anh bà nghĩ học sai. Đúng rồi. Anh bà nghĩ học sai. Anh bà nghĩ học sai. Rồi bây giờ qua từ vựng thứ ba. Nói về cái phòng khách. Phòng khách là gì? Khách là gì đây? Goshi. Giật mình. Ok.
có xin ha. Bây giờ mình thêm cái từ trừ chữ này mình nói đi rồi mình kết thúc. Trong nhà này có cái phòng khách rộng. Nơi bên nơi bên rồi cái phòng khách mà thấy nó ấm cúng gì nè, à nước à, ta thích tha tà là mình biết rồi, đó là ấm áp, còn này ấm cúng mình thấy cái từ à nước, mình học cái từ này đi ha, à nước tha tà, à nước tha tà. À, cái phòng khách ấm cúng gì đây, y chip ở nơi a nước khan, a nước khan a nước khan có xin gì đây, ví ví rồi à, đúng rồi à, trong cái nhà này á không có phòng khách. Ok, rồi bây giờ các bạn nghe mình nói và dịch nha. Cái từ này. 이 집에는 넓은 거실이 없어요. Cái nhà đó không có phòng. Ok. 넓은 거실이 없어요. Không có phòng khách nào. 이 집에는 아늑한 거실이 없어요. À, không có cái phòng khách ấm cúng, không có phòng ấm, không có cái phòng lạnh, không có phòng ấm. Rồi, y chi bên đó có gì đi ít rồi không có phòng khách ít rồi có không có ok phòng khách nhỏ y chi bên đó có gì đi ít rồi không có gì đi ít rồi có cái phòng khách. Ok vậy các bạn cứ học cho mình cái từ này ha, chỉ có ba từ vựng thôi nhưng mà okay. Mà nói gì đi, how are you, how are you, how are you, mà vô nó đừng vậy á, how are you bây giờ, thành nhớ xe hay là xin chào, xin chào, xin chào anh, xin chào cô, xin chào. Rồi. Thấy mẹ nãy giờ dài rồi, vì bữa nay mình học tới đây, tí nữa mình sẽ post lên YouTube 11 giờ mình xem phim xong mình post lên cho. Bây giờ kêu mình